Ý là bây giờ chú muốn tìm kiếm một nửa yêu thương như thế nào này? Thì bây giờ đơn giản thôi là người đó có tài sản, có doanh nghiệp hay là có trang trại Ồ. ổn định đàng hoàng tôi mới ok. Vậy hả? Chứ bây giờ mà tôi cỡ này mà đâu về văn hóa hoặc là về lao động hoặc là về Ý hành là chánh tài chánh thì tôi cũng đã thử qua chú rồi, về tôi tìm kiếm sống người qua rồi. nào là ổn định về kinh tế Rồi ok. doanh nghiệp Rồi, hoặc là kinh doanh trang thì mới trại kinh kéo doanh dài thì mới chưa được. đầy đủ nhưng mà về tôi điều kiện là phải có thời gian ổn định và rảnh rỗi. Đô nào mà phải có kinh doanh, doanh nghiệp, rồi có đất đai, nông trại thì mới được hả? Ok. Vậy bây giờ mà cô nào mà đang làm công nhân, lương tháng có 4-5 triệu à, Thôi, mà thấy no. thương chú được không? Thôi, no, no. Dạ, xin mến chào toàn thể quý bà cô chú cùng anh Kim và các bạn đã trở lại cái video của Thanh Hải vào buổi sáng ngày hôm nay. Thì kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay tiếp tục là một cái câu chuyện nói về những cái ông chú bà thím đi lên chương trình kết tóc xe tơ, hay còn gọi là kết nối yêu thương, đúng quý bà cô chú anh chị. Mèn bét ơi, hôm nay là xuất hiện thêm một cái ông cụ ngoại nha. Thường thường nó nói ông ngoại còn đã đỡ, này ông cụ ngoại luôn. Ông cụ ngoại 84 tuổi rồi mà lên trên không gian mạng là tìm một nửa yêu thương gì đó, mà đưa ra những cái điều kiện, nói chung là cười ối rồi ôi luôn cả nhà đó. Thì mong muốn là tìm là một nửa yêu thương là một người với độ tuổi tầm khoảng 50 nha, nhưng mà đặc biệt ở đây là có những cái điều kiện. Điều kiện là người đó phải có trang trại nè, hoặc là kinh doanh nè, hay là công ty hay như thế nào đó mới chịu. Còn những mà người mà làm công nhân lương tháng 4-5 triệu ở no. Đó là câu nói của ngoại nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho tất cả cũng như là cô chú anh chị em mình xem qua, đó là cụ ngoại u 84 tuổi, và mình sẽ đi vào cái phần vấn đề bình luận cùng quý vị khán giả nha. Đây thì trước tiên là mình sẽ cho tất cả bà cô chú anh em mình xem qua một cái hình ảnh của cụ ngoại nha. Đây, ngoại đây. Đó, 84 tuổi rồi. Khi mà anh em phỏng vấn hỏi bao nhiêu tuổi, nó 84 tuổi rồi, mà hỏi ngon không, còn ngon không nha. Đó, ngoại tự động lên tiếng là ngoại cho rằng là ngoại rất là ok luôn á cả nhà. Quá khứ rồi, cái câu chuyện của bà Văn cũng chưa xong, thì bây giờ là tới câu chuyện của cụ ngoại này nữa. Rồi thì đi vào vấn đề chính ngày hôm nay, mình sẽ cho tất cả quý bà cô chú anh chị em mình cùng nghe qua một cuộc phỏng vấn của những anh em ghi hình cùng với cụ ngoại u 84 tuổi này, có những cái điều kiện đưa ra nói chung là khiến cho cộng đồng ai cũng phải là cười ngã nghiêng ngã ngửa, đúng không bà cô chú anh chị? Thì câu chuyện như thế nào, sau đây xin mời quý bà cô chú anh em mình cùng nghe qua một cái lời thoại, cuộc nói chuyện, trò chuyện của bên anh em ghi hình cùng với cụ ngoại u 84 tuổi này nha. Mình tên gì và bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu ạ? Xin kính chào anh em Tuấn. Tôi tên Hoàng Văn Thành. Năm sinh á, tuổi mẹ là năm 1948, nhưng trong 1948. giấy tờ sinh một lần nữa là 1940. Nếu mà tính theo giấy tờ, chú sinh năm 1940 là năm nay là chú 84 tuổi hả? Trời đất ơi, quá đã luôn. Được không? Còn ngon không? 84 tuổi. Trời ơi, chú đến từ đâu? Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn. Đó thì cô chú anh chị em cũng vừa nghe qua ha, cụ ngoại này 84 tuổi nha. Đó, khi mà phe ra cái độ tuổi thì những anh em YouTube đó là bỡ ngỡ, ô sao mà 80 tuổi mà còn 84 tuổi mà còn khỏe quá. Ngoại hỏi còn ngon không, còn ngon không. Đó, bây giờ là cái vấn đề hiện tại bây giờ là cụ này là không biết từ đâu đến mà nghe nói là xuất hiện ở ngoài hành tinh vậy, hiểu không bà cô chú anh chị? Mèn đét ơi, linh tiễn kết nối yêu thương, tìm một bờ vai vững chắc cho mình. Mà ở rể nghe, đâu ở rể mới chịu à. Điều kiện là phải có nhà cửa, kinh doanh hay là công ty hay là như thế nào đó, doanh nghiệp gì đó là ngoại này mới chịu. Chứ còn lương tháng mà 4-5 triệu là ôi ngoại nó no. Mèn đét ơi, ngoại ơi là ngoại, không biết là mình mẩy của ngoại có dắt vàng không ha. Chứ riêng về bản thân ở đây thấy là tự nhận là nói chung là quá ối rồi ôi rồi đó. Tưởng đâu là cô Văn là dạng cao thủ rồi, cô Văn mà U64 tuổi mà cô chú anh chị trở lại mà ghi hình lại là hạ giá xuống còn 150 triệu, nếu ai đồng ý về chung sống chung thì bỏ ra số tiền 150 triệu để mà chuộc miếng đất đó. Chú này còn hơn là cô Văn nữa, cô Văn là nói chung là vì hoàn cảnh nha, còn chú này là không biết gì cái gì, chú này là vì vì là vì vật chất nha.
Đó, đây mình cùng nghe tiếp đi ha quý bà cô chú anh chị. Ý là bây giờ chú muốn tìm kiếm một người yêu thương như thế nào này? Thì bây giờ đơn giản thôi là người đó có tài sản, có doanh nghiệp hay là có trang trại. Ổn đi cho hoàng chú mới ok. Vậy hả? Chứ bây giờ mà tôi cỡ này mà tôi về văn hóa mà về lao động hoặc là về hành chánh tài chánh thì tôi cũng đã thử. Ý là chú về tìm kiếm người nào là ổn định về kinh tế, rồi ok, doanh nghiệp, rồi hoặc là kinh doanh thì dài, kinh doanh thì đầy đủ, nhưng mà bây giờ tôi điều kiện là phải có thời gian ổn định và rảnh rỗi. Vậy bây giờ chú lấy vợ về ở đâu? Thì bây giờ là tôi ở bên vợ đi, còn vợ, còn các con tôi thì ổn định rồi, nhà cửa rồi, xong xuôi hết rồi. Là bây giờ lấy vợ về thì ở rể luôn? Ờ thì ở rể với mẹ đâu nữa. Chứ nhà con lấy ở đâu có ở được. Nhưng mà bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình kiếm mấy cô mà có điều kiện kinh tế làm gì chú? Để hưởng. Chứ là ổn đây rồi, rảnh rỗi rồi thì có thời gian thư giãn hoặc là đó thì mới có thể tồn tại được. Đó, cái cô nào mà phải có kinh doanh, doanh nghiệp, rồi có đất đai, nông trại thì mới được hả? Đúng okay. Rồi. Con người bình thường không được. Không. Ôi, bình thường thì đâu có đáp ứng được những yêu cầu của mình. Bây giờ mình lớn rồi nhưng mà mình còn khả năng trong lại được tài chính kinh tế hoặc là kinh tế thương mại hoặc là trang trại gì nữa ok. Trời ơi. Sẵn sàng. Vậy bây giờ mà cô nào mà đang làm công nhân, lương tháng có 4-5 triệu rồi. Ôi, mà no. Thấy thương chú được không? Ôi, no, no. Sao vậy? Thì nó nói sơ qua mình hiểu rồi, thì nó ngắn gọn lại là đó, những yêu cầu của mình là... Nhưng mà cô đó cũng có nhà. Có nhà mà lương tháng 4-5 triệu à, chứ không chịu hả? Thì không có phù hợp với mình. Đó là lương một tháng 4-5 triệu mà không có nhà là không có phù hợp với chú nha, không phù hợp với ngoại, nó lộn. Mèn đét ơi, ngoại ơi là ngoại có tự soi gương lại không á thiệt á. Khi mà ngoại đi lên tham gia cái chương trình mà kết tóc xe tơ này, không biết con cái của ngoại có nhìn thấy không, con cái ngoại nhìn mà thấy một cái còn đẹp mặt hơn nữa. Rồi hai bên su da nữa. Trời ơi, nghĩ sao lên chương trình tham gia kết nối yêu thương 84 tuổi rồi quý vị. Không biết còn làm ăn gì không, hay là như cộng bông súng lột không biết. Có đâu lên lựa chọn mà kén chọn, ví dụ mà kén thì lên trên cộng đồng mạng tham gia chương trình có nói thương, mà ví dụ như chú đây nói là thôi bây giờ là vợ tôi cũng mắc lâu, thì bây giờ tôi tìm mong muốn là ai đó sống cái quãng đời còn lại cùng với tôi, thì có gao con gao, có cháu con cháu còn nghe được. Ngoại già rồi, ngoại lên không gian mạng mà ngoại đòi kén lựa, ngoại kén mệt, ngoại tìm mà là khoảng độ tuổi tầm khoảng 50 nha. Đó, chênh lệch nhau 34 tuổi đó, rồi với điều kiện là phải có nhà nè, đó, có doanh nghiệp nè, đó, quản lý tài chính gì đó, nói chung là đòi hỏi rất là cao luôn. Chắc mình của ngoại đây khoảng dắt vàng dắt mình luôn nha. Đó, cho nên đòi hỏi rất là cao. Còn mấy người mà đang lao động mà lương tầm khoảng như là công nhân tầm khoảng 4-5 triệu một tháng á, hoặc là ngoại no. Ngoại học tiếng U tiếng Tây ở đâu về, không biết ngoại sử dụng tiếng no tiếng ok rất là nhiều luôn quý vị khán giả. Nói chung là nhìn ngoại đây là không còn gì để miêu tả luôn. Cô Văn thậm chí còn đỡ hơn ngoại đó. Nếu mà đặc vụ mà ngoại mà chịu á, thì ở đây con sẽ kết nối ngoại cùng với cô Văn nha. Đó, về nhà có nhà luôn. Có cô Văn có nhà sẵn luôn, về ở với cô Văn. Đó. Còn về vấn đề như mà tài chính ha, có luôn. Cô Văn có nuôi nữa. Cô Văn nuôi là những cái con... cái con mà khoảng 4 giờ gửi sổ đó ngoại. Đó. Cái con mà khoảng 4 giờ gửi là khui ra đó. Đó, ngoại nuôi, cô Văn nuôi những con đó đó. Là kinh doanh đó, doanh nghiệp trang trại đó, trang trại chăn nuôi đó. Ngoại về ngoại quản lý với cô Văn. Có đâu mà ngoại lên mạng mà lựa ngoại kén mà thiệt. Từng tuổi ngoại á, nói chung là cũng gần đất xa trời rồi. Thôi ta sống vậy đi cho con cái nhờ nó khỏe gì. Lên mạng mà ngoại đòi hỏi quá làm sao có ngoại ơi. Ngoại già rồi đó nha. Mình cùng nghe tiếp nghe quý vị khán giả. Nhưng mà sao là chú lớn tuổi mình chọn nhau chứ? Phải, cái vấn đề giàu nghèo mình phải nói nhớ khen chú thân chút xíu là. Nhưng mà ổn định rồi. Bây giờ chú có nhà không? Bây giờ chú có nhà cho con cái. Thì bây giờ mình lấy vợ. Đó, có nhà cho con cái rồi, nha. Có nhà cho con cái rồi, cho nên là bây giờ đâu có được mà rước về nhà, cho nên xin ở gửi mà ra điều kiện đặt đòi hỏi nữa chứ, đòi hỏi cũng như là phải có người đó có điều kiện giống như về lo cho ổng vậy đó ha, về nó ngồi mát mà hưởng bớt vàng, tại cái mình nó dắt vàng không à, người này người ngoài hành tinh xuất hiện nha quý vị. Mình đưa về nhà mình ở à, không được
Đâu được đâu. Tại vì sống nó riêng biệt hơn thì nó nhưng mà bây giờ mà 80 mấy tuổi rồi mình đi ở rẻ nó có ngại không? Ôi, không ngại cái vấn đề đó, nếu mà phù hợp, nếu mà đó, nếu mà phù hợp. Ok, ở rẻ luôn. Ok. Chúng tôi tính ra giấy tờ là 84 tuổi. Nhưng mà sao chú ở rẻ mình đưa điều kiện khó cơ chú? Dễ khó vậy? Chỉ là hai người mà cùng chí hướng là ok. Bây giờ chú ở rẻ, chú về bên đó là chú làm được công việc gì bên vợ này? Tuy nhiên là mình quản lý được, trang trại hoặc quản lý được công ty hoặc quản lý được về vấn đề mà anh tránh đặt tránh hoặc là 80 mấy tuổi mà chú vẫn làm được hả? Chứ bây giờ chú lái xe 4 máy rồi thì ok, đóng con thôi. Chú đó là tài xế mấy chục năm rồi. Trời ơi. Tài xế xe khách xe nhà. Hôm nay chú mới sáng sớm lên mà chú làm con hoang mang quá. Hả? No, sir. Độ tuổi bao nhiêu? Khoảng tầm 50 trở lên. Ừ, 50 à. Nhưng mà hơi nét chút à. Con nét mấy chịu nha. Đẹp mới được rồi chú. Đẹp mới được. Không, coi được, nét chú. Thế nhưng mà chú mà chọn tầm 50 là ít hơn chú gần 34 tuổi. Bình thường. Không sao hả? Tôi coi trên mạng là nhiều người lớn hay nhỏ gì thì sức khỏe và bình thường theo với sinh hoạt của mỗi người. Không quan trọng. Tuổi thơ của mỗi người đó, nó không chừng được. Ví dụ giờ không nói được trẻ giờ, trẻ lớn tuổi là ăn thua với sức khỏe, ăn thua với khả năng của người trong cuộc sống. Không. Đó. Thì ok. Bây giờ chú tìm một cô là thứ nhất là doanh nghiệp kinh doanh, có nông trại nông trường, kinh tế ổn định, còn tính cách thì sao? Hiền lành, đạo đức là tốt. 50 trở xuống hả? Tầm 50 trở lên trở xuống gì đó. Không sao. Mới giờ tôi mới con sợ là ít tuổi quá. Ăn thua cái duyên. Ăn thua cái duyên nha. Đó thì chú vừa nói á, là tìm một người phụ nữ 50 tuổi cũng như là có trang trại, có kinh doanh, nói chung là giàu có đó cả nhà. Đó. Về là còn tính tình á, là phải hiền lành, đạo đức dữ chưa, đạo đức cỡ như chú chưa. Nếu như mà đạo đức cỡ như chú á, chú đã đủ đạo đức rồi á, chắc chắn á, là chú sẽ không lên đó mà chú ngồi, chú khoác lác, chú nói nhảm. Chú đạo đức dữ chưa mà chú lên đó chú nói nhảm. Con cái ở nhà kìa, đẹp mặt hết trơn kìa, xu gia hai bên kìa, nửa cả đường đối diện gặp cái chuyện sao với xu gia nè. Mẹ con bé ơi, 84 tuổi rồi chú, đâu còn trẻ nữa đâu mà chú lên chú đòi hỏi cao quá vậy hả? Chú đòi hỏi, nói chung là chú đòi hỏi hơn cô Văn nữa. Thôi bây giờ con xin ghép đôi cô Văn với chú đi cho chắc ăn hơn ha. Cô Văn có trang trại chăn nuôi luôn đó, khoảng tầm khoảng 4:30 là sổ đó. Đó là cái trang trại chăn nuôi của cô Văn, 4:30 là sổ liền đó chú ơi. Trời ơi, chú già rồi, bây giờ nói chung là thời buổi bây giờ không biết thời buổi gì luôn quý vị khán giả. Tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương, nhiều người lên á thì nó được lắm. Tôi không cần giàu sang nha. Đó, tôi không cần xấu đẹp. Cũng có một số người nói nhưng là làm được, mà cũng có những số người nói rồi á thì không có làm được. Ví dụ không cần giàu sang, không cần xấu đẹp đi, mà khi alo tới nhau, kết nối nhau, thôi không hợp ha. Còn những thành phần như ngoại đây thì lên trên không gian mạng phát lát phe phang đó. Ông này chắc xanh gần kho đạn như nè, nổ banh ta lông chứ. Nó hỏi cho đã, cuối cùng xong xuôi nhà đâu còn nữa đâu, cho con chứ rồi. Bởi đâu dám gứt vậy, xin nó gửi thôi, còn đòi hỏi nữa. Đòi hỏi gia đình bên vợ là phải có điều kiện mới chịu à. Còn không có điều kiện thì thôi. Còn những người ai đó mà đang mong muốn kết nối với chú á, mà lương tháng á tầm khoảng 4-5 triệu là chú có no. Nó, chú xài tiếng U tiếng Tây không ha cả nhà. No liền. Nói chung đây nè, con nói chú nghe nè, chú về chú tự soi gương lại ha, cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa, chú ra đường chú kiếm miếng vải nào mà nó dày dày á, chú che cái mặt chú lại đó, đừng có đối diện bên ngoài. Bên ngoài nói chung là gặp chú là ta nể phục luôn đó. Đó, ta nể với mức độ lì lợm á, ta nể với là cái gương mặt mà tiêu biểu ưu tú nhất trong cái làng mà kết nối yêu thương nha. Chú nên cẩn thận là đi. Còn thứ hai nữa, bên su gia nữa kìa, nhục cái mặt, đẹp cái mặt luôn. Rồi con cái mình đi ra đường nó nói ô ba cô này lên tham gia chương trình kết nối yêu thương nè đó. Mà lựa chọn cũng như là khoảng trẻ nè, đẹp nè, có tài năng nè, cũng như là chủ trang trại hay là gì kinh doanh gì đó, nói chung là giàu có mới chịu nghe. Mà về ở gửi nữa để chi? Để hưởng, lưng dài vai rộng mà đâu có làm gì được, để hưởng gì để hưởng mới được đó. Thì ngày hôm nay là mình thấy một cái video của chú là kêu bằng cụ ngoại nha, cụ ngoại
84 tuổi đó, mang cái cọng bông súng luộc lên mà đòi hỏi quá cao ha. Đòi hỏi quá cao, không biết là có chị gái nào chịu hay không. Nếu như mà đổi ngược lại con một người phụ nữ đi ha. Con mà tầm khoảng cả 60 đi đó. Con tầm khoảng cả 60 đi mà chú mang mà tiền muôn bạc dạng lại á, chú hỏi con cũng lắc tay phát nói thôi thà tôi ở vậy cho khỏe. Trời ơi, ông lên cái mạng mà ông đòi hỏi cao quá. Không biết mấy ngày nay ông có nhìn lại những cái phần bình luận trong cái video mà anh em đăng tải lên chưa ha. Chắc có lẽ là cụ nhìn lại là cụ sẽ đẹp mặt đẹp mày nữa đó. Rồi thì thôi, ngày hôm nay mình cũng gửi đến cho tất cả quý bà cô chú anh chị em mình nghe qua một cái sự tham gia chương trình kết nối yêu thương của cụ ngoại U 84 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn. Có sự đòi hỏi rất là đơn giản nha, đòi hỏi rất là đơn giản luôn cả nhà. Rồi thì video đến đây xin kết thúc và hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị em trong những video lần sau. Thì cả nhà yêu thương ai chưa đăng ký kênh cho mình một lượt like cũng như một lượt chia sẻ và đừng quên bấm đăng ký kênh nha. Rồi mình hẹn tất cả quý bà cô chú anh chị em trong những video lần sau ạ.